Theo quan điểm của mọi người thì cuộc sống là gì? Đối với cảm nhận của tôi thì tôi thấy cuộc sống là một bức tranh đa màu sắc, có nét thanh, nét đậm, lúc trầm, lúc bổng, có lúc buồn, lúc vui và có cả những điều bất ngờ nữa. Khi Hải gửi tin nhắn cho cô giáo Thảo đã xem nhưng mà không trả lời. Thì lúc này trong đầu Hải chỉ hiện lên hai chữ: toang rồi. Tối qua đến sáng nay tuy lo sợ nhưng Hải còn một chút gì đấy hy vọng, nhưng bây giờ thì cái hy vọng đấy như kiểu ngọn nến trước gió rồi. Cái tình yêu trong sáng đầu đời vừa mới được thắp lên nhưng có vẻ là hơi sai người sai thời điểm thì phải. Vậy là Hải tắt nguồn điện thoại rồi lững thững bước vào lớp. Tiết học sau đó kể cả những môn bơi lội mà Hải cực kỳ thích, Hải cũng không có cảm hứng. Đến giờ ra chơi gần tiết của cô giáo Thảo thì trời mưa to nặng hạt. Lúc này thì Hải rất là nóng ruột rồi mở điện thoại ra: chị nhớ đi cẩn thận nhé, nhớ mặc áo mưa, trời mưa rồi. Hải nhắn rồi gửi cho cô giáo Thảo một cái xoẹt, nhưng cũng giống hệt như lần trước đó, cô giáo Thảo đã xem nhưng mà không trả lời. Tiếng trống lại một lần nữa vang lên, giờ ra chơi kết thúc, vẫn là cái cảm giác hồi hộp đấy. Khi cô giáo bước vào lớp, Hải cũng chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn, nhưng tiếp tục một lần nữa, Hải lại thất vọng. Không phải là cô giáo Thảo mà là một cô giáo dạy thay, và cô ấy cũng chỉ thông báo qua loa rằng hôm nay nhà cô giáo Thảo có việc đột xuất và cô đến dạy thay. Lúc này thì lòng của Hải như lửa đốt rồi, không thể nào mà tập trung được. Hải chỉ mong nhanh tới giờ ra về để có thể lao ngay đến nhà cô giáo Thảo. Khi hết tiết học, cô giáo đi ra khỏi lớp và Hải lao nhanh ra chỗ gửi xe. Tiện lúc chạy qua căng tin thì mua ngay một dây sữa tươi cùng với cột bánh Oreo mà cô giáo Thảo thích ăn. Phóng như bay tới nhà cô giáo Thảo dưới cái trời mưa tầm tã. Đến nơi thì thấy mẹ của cô giáo Thảo đang đứng trong cửa hàng. Hải dựng xe, cởi áo mưa rồi mang theo túi đựng bánh và sữa, lễ phép hỏi: "Cháu chào bác ạ, cháu là học sinh ở trường của cô Thảo. Cô Thảo có đang ở nhà không hả bác?" Vậy là mẹ của cô giáo Thảo cũng vui vẻ đáp lại: "Cô giáo có ở nhà đấy con. Con đến gặp cô giáo có việc gì à?" Lúc này thì Hải cũng hơi lúng túng rồi đáp lại: "Dạ chẳng là sáng nay chúng cháu không thấy cô đến lớp ạ. Vậy là cháu đại diện qua đây để hỏi thăm thôi ạ." Nói đến đây thì mẹ của cô giáo Thảo nở nụ cười hiền hậu rồi chỉ Hải phòng của cô giáo Thảo. Nếu để thể hiện tình cảm và sự quan tâm với một người thì không chỉ đơn thuần là vài ba tin nhắn thân thương hay chỉ là một vài câu nói quan tâm, nó còn phải thể hiện từ những hành động xuất phát từ đáy lòng. Hải thì đã và đang chứng minh được những điều đấy bằng việc là tự mình đến nhà cô giáo Thảo để hỏi thăm. Khi mà được mẹ của cô giáo Thảo chỉ đường lên phòng, thì Hải từng bước tiến gần lại cô giáo Thảo hơn. Lúc này thì Hải còn cảm thấy hồi hộp hơn ban nãy rất là nhiều. Bước đến gần cửa thì Hải hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để gõ cửa phòng cô giáo Thảo. Được khoảng một phút thì cánh cửa mở ra, nhưng bất ngờ chưa, là một khuôn mặt cũng rất là xinh đẹp, na ná cô giáo Thảo nhưng mà trẻ hơn. Bé ngạc nhiên tròn mắt rồi hỏi Hải: "Ơ, anh là anh Hải đúng không? Ơ, anh đến đây để làm gì đấy?" Lúc này thì Hải cũng hơi ngớ người ra, kiểu là sao con bé này nó lại biết tên của mình nhỉ? Nãy hình như bác gái chỉ đúng phòng này mà, sao lại ra đứa nào đấy nhờ mà không phải cô giáo Thảo nhỉ? Loát mất mấy giây thì Hải lắp bắp trả lời: "Ơ, chào chào bạn, tớ là học sinh của lớp cô giáo Thảo, tớ tới đây để thăm cô giáo. Đây không phải là phòng của cô giáo Thảo à bạn?" Lúc này thì cô bé kia mới hơi nhíu mày một chút rồi hỏi lại Hải: "Anh không nhớ em là ai thật á?" Lúc này thì trong phòng ấy vọng ra tiếng gọi: "Cún ơi, em đang nói chuyện với ai đấy? Đóng cửa phòng lại cho chị đi." Lúc này thì Hải mới biết được là bác gái chỉ không sai, bản thân cũng không hề hồi hộp quá mà nhầm nhọt sang trồng trọt. Vậy là cô bé kia đi ra ngoài rồi bảo Hải đi vào trong. Hải rụt rè bước từng bước đi vào. Vậy là bốn mắt nhìn nhau, cô giáo Thảo cũng rất là bất ngờ khi mà Hải có mặt ở đây. Lúc này thì Hải mới lên tiếng trước: Em xin lỗi vì đã không gọi chị trước mà tới đây. Vì em nhắn tin mãi mà không thấy chị trả lời nên em lo. Em có mua sữa tươi không đường và bánh Oreo chị thích nhất. Mong chị mau khỏi để tiếp tục lên lớp ạ." Sau đó thì tự nhiên trong phòng im lặng tới lạ thường. Để phá tan đi cái sự im lặng đấy thì cô giáo Thảo cất lời: "Em làm chị bất ngờ và xúc động quá. À sao biết bây giờ người ta đang thèm Oreo mà mua? Khéo thế, ga lăng thế này chắc phải xứng đáng với mấy cô người yêu nhỉ?" Cô giáo Thảo nói xong thì cả hai đều đi vào sự ngượng ngùng. Hải thì cũng đan tay vào nhau bấm qua bấm lại như là đang suy nghĩ cái gì đó, rồi sau một lúc thì đáp lại: "Em thì em cũng chẳng cần nhiều người yêu đâu ạ. Em thì muốn yêu ai đó một cách rất nghiêm túc và mọi tình cảm đều xuất phát từ trái tim, vậy nên em chỉ cần một mình cô ấy là đủ ạ." Bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó một cách chân thành, mặc dù không biết là cho đi thì có được nhận lại hay không. Dù sao đi chăng nữa thì yêu đơn phương cũng là một điều gì đấy khá là ấm áp, nhưng bù lại đó lại là một cái cảm xúc rất ư chi là khó diễn tả. Còn chưa kể là câu chuyện của Hải. Hải đã dám lấy hết can đảm của mình để thổ lộ ra tình cảm chân thật của bản thân, còn chưa kể là những điều trong lòng mình giấu kín bấy lâu. Nhưng rồi thì cô giáo Thảo sẽ phản ứng với điều đó ra sao? Liệu rằng cô giáo Thảo vẫn cứ kiên quyết với những quyết định của mình? Sau khi mà nghe cô giáo Thảo đang hơi gợi ý thì Hải cũng đã nói toẹt ra. Lúc này thì cô giáo Thảo mới nghĩ rằng cậu học sinh nhỏ này của mình không hề đơn giản. Tuy là còn ít tuổi nhưng suy nghĩ thì chín chắn hơn rất là nhiều, khác hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Bản thân cô giáo Thảo có siêu lòng hay là động lòng với Hải hay không thì cô giáo Thảo chính là người hiểu rõ nhất. Dù gì thì cô ấy cũng lẻ bóng cả một khoảng thời gian dài rồi, nhưng cũng không phải vì lý do đấy mà cô sẵn sàng vơ bừa. Nhưng cái khó bây giờ là với một kẻ mà cứng đầu như Hải, dù có nói ngon nói ngọt nói nặng nói nhẹ thì cũng chẳng hề si nhê gì, nhưng nếu mà quá lời với Hải hoặc là phũ với Hải thì cô giáo Thảo lại sợ tổn thương một tâm hồn mới lớn như Hải. Thôi thì cô giáo Thảo vẫn cứ tiếp xúc với Hải bình thường rồi tỉ tê ngọt nhạt chia sẻ dần để Hải hiểu. Nghĩ đã thông, vậy nên là cô giáo Thảo ân cần với Hải: "Cha cha khiếp nữa, cô Hương Văn dạy cho em phép ẩn dụ này đúng không? Đã đẹp trai ga lăng lại còn đã nói khéo như thế này nữa thì ui chặt chẹp." Nói rồi cô giáo Thảo nhìn Hải cười một cách đầy ẩn ý. Hải ngượng ngùng mặt đỏ bừng không biết nói gì, nhưng rồi thì cũng đáp lại một câu đánh lạc hướng cho đỡ ngượng: "Mà chị ăn bánh uống sữa nhá, để em bóc cho." Nói dứt lời thì mặt Hải lại đỏ bừng lên, thoăn thoắt cắm cái ống hút vào hộp sữa, rồi sau đó bóc cả gói bánh Oreo ra, bỏ phần nhân kem trắng ra ngoài, chỉ để lại cái bánh quy đen cho cô giáo Thảo. Lúc này thì cô giáo Thảo cực kỳ là ngạc nhiên, nghĩ trong bụng kiểu: "Tại sao Hải nó lại biết mình thích ăn bánh Oreo bỏ cái phần kem trắng ra nhở? Người đâu mà đã đúng khu mình lại còn tinh tế nữa. Giá như mà em lớn hơn 3-4 tuổi nữa, chị có phải sẵn sàng dụng trứng từ lâu rồi không? Người đâu mà tuyệt vời ông mặt trời quá đi."